Dính. Thôi ôi cá chơi. Cá rô mà ơi, không phải cá chơi. Trời ơi cá rô thứ già cơ kìa. Bạn cái này là mồi cám mình pha ha. Mình pha mồi cám thì mình bóp cho nó tròn lại gì nè. Cho nó không lấy chu thể này đó. Thì cái này chúng ta bóp tròn nhỏ lại gì cho nó vừa bích lử ha. Vừa bích lử thôi thì ta thả mồi xuống thôi nha. Nó cám nó bóp tròn vừa bích lử ha. Rồi, không để các bạn chờ lâu nữa mình sẽ xuống mồi tiếp ha. Nó móc lỗ xong giờ đang chuẩn bị xuống mồi nha các bạn. Đó. Chuẩn bị xuống mồi ha. Cảnh này nè, nước đang lớn nè. Tới đáy thu dây lại quá các bạn. Thu dây lại mới được. Lên ha. Cá rô đầu tiên nha. Rồi, được sẽ gỡ thôi rồi, cá chơi nó lỡ nó ăn các bạn ô vơ gâu rồi. Đó, mình sẽ tranh thủ xuống thôi chiều ơi. Nó quay cho các anh em coi rồi, cá nó lỡ nó ăn nguyên lục bình luôn rồi. Thấy chưa? Đấy, anh em nói cái câu cá nuôi thì cũng phải đúng rồi. Giờ mình giờ để con mồi mình nhắc luôn thì sao đâu. Hồi ôi nó cũng vinh lục bình luôn. Hết sức rồi các bạn ơi. Đó, cá ăn rồi nha. Cá ăn phao mình nẩu luôn các bạn. Cá rô mời. Cá rô mời nha. Rồi, mình sẽ gỡ thôi, sẽ quay tiếp cho anh em xem ha. Ăn nẩu phao luôn. Mình sẽ xuống ngồi tiếp ha. Nó lúc luôn nha các bạn. Mới bỏ xuống ăn luôn kìa. Nó anh em thấy ha. Thấy cá không? Cá rô mời nữa. Tàu ơi, cá rô nó bự. Ứ nái. Cá rô ứ nái luôn các bạn ơi. Dạ, nó qua đây cho lỗ trống xài xong rồi hả? Ơi nó bá đây rồi, để thừa mình thục lóng thôi nha các bạn. Rồi các bạn đồ mời ha. Trời ơi da mà nhà quá. Đó. Vàng quét luôn nha. Đang lùi nè. Vô bẫy. Dính. Thôi ôi cá chơi. Cá rô mời, không phải cá chơi. Trời ơi cá rô thứ già cơ kìa. Gán ben nó qua cái cây này coi. Rồi nó bá quá bá rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ lại gỡ thôi. Em qua. Nhìn con cá nè. Thấy chưa? Nhìn con cá là mình anh em nào ở miền Tây nhìn con cá này là muốn thứ đều muốn đem đi kho tiêu liền luôn ha. Nó ngon quá trời ngon luôn rồi nè.
chưa? Nút lửa nữa rồi. Thì công thức màu cám mình có để trên phần ghi chú đó các bạn. Thì anh em mình làm như vậy thì lên cá ha, để câu thôi ha. Mà còn tùy anh em câu lên cá hay không nữa, cũng tôi xin đừng có ném đá mình nhé. Mình thì câu sao thì mình chỉ vậy thôi ha, còn một phần phụ thuộc vào điểm câu nữa. Rồi xin chào các bạn, gỡ thôi. Rồi mình sẽ xuống mồi tiếp ha. Để quay khúc xuống mồi cho anh em xem. Cá đang ăn nữa nha các bạn, nó mới ghẻ nha. Thoát tim thì không, nói các bạn cá ghẻ nha, nhấp nhấp rồi. Mới nãy lại rung rinh cây chứ mà lúc trời ơi chặt lắc rồi. Rồi mình sẽ xuống mồi lại. Qua sướng rồi, được, sẽ xuống mồi tiếp cho anh em xem ha. Cái gì thủ tâm nâng lên cá nha các bạn, mình cá đang ăn ha. Cám thức ăn nè, thức ăn nè, lấy đây nè. Cá ăn nha các bạn, cá đang ăn ha. Sướng, cá đang ăn nha các bạn ơi, cá đang ăn ha. Nó anh em thấy dẻ kìa, dẻ phao lâu rồi ha. Dính mày cá chơi dẻ hả mày. Rồi lên nó chơi nha các bạn, gì nó móc nó treo cái ngạnh. Cá chơi rồi mình sẽ gỡ thôi ha. Tại ở đây là các bạn thấy là dây điện với sòi đồ nó khá, nó bịch lắm, thử ra mình khó lên cá. Nhưng mà cái lục bình cao như thế này thì nước lớn nữa thì rất là im. Mà thử ra mình sẽ lấy cái đầu rồi, nó đầu sông cái đó các bạn, hầu mình sẽ đi ra ngoài cho các bạn xem ha. Để anh em nói, nhiều khi ta nói nó câu cá nuôi nó này nó nọ thì cũng kỳ lắm anh các bạn ơi. Rồi mình sẽ lên bờ thôi. Xuống ngồi tiếp nha các bạn. Cái gì vậy? Vớt đi đâu rồi? Rồi băng cá lồng tông. Nó, nó. Trời ơi, tim lên rồi các bạn ơi, tim lên kìa. Bỏ cho nó nuốt luôn nha các bạn. Này chắc cá này chắc trọng á. Ok, ôi ok.
đang kiếm cục mồi của mình hay sao á. Tìm lên nó các bạn ơi. Rồi ơi, hết rồi. Rồi ơi, cá rô nhỏ. Lên bạn. Thả nó, bạn gỡ xong thả nó đi ha, nhỏ xíu à.